Đây đâu, chơi phim gửi tới là chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi ao đôi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 14 tháng 3, em tiếp tục cân hạnh giới thiệu đến các bác một chiếc đầu cassette đến từ thương hiệu của Panasonic. Model của nó là ZFDL7. Model này thì nó có size ngang là 36 cm, chiều cao của nó là 12,5 cm và chiều sâu của nó 28 cm, và nó nặng khoảng 5,5 kg. Chức năng là nó đọc phát cả hai bên, nhưng mà một bên số 2 này thì nó có chức năng ghi. Đấy. Ghi thì nó ghi được từ bên ngoài tín hiệu ngoài vào, và nó ghi tín hiệu từ cửa 1 sang cửa 2 nhé. Đấy. Thì bên em về đã thay được cu loa, test chạy hoàn hảo các tính năng, u phát rất là tốt. Và thêm một cái điểm nữa là chiếc này về thì nó sử dụng cái cáp để cấp nguồn, nhưng mà anh em đã lên nguồn 220V riêng biệt nhé, đây như là một cái đầu rời bình thường, các bác cắm điện 220V là sử dụng thông thường thôi. Đấy. Và bác nào mà có những cái bộ dàn size 36 mà không có cái thớt cassette này thì mua về sử dụng rất là tốt. Đấy, hỏi chúng ta chơi giờ cũng rất là hay. Đấy. Đồng đầu này thì nó có chức năng auto revert, cơ chạy rất là êm ái và khỏe. Ừ. Tiếng của nó rất là hay. Và sau đây thì em xin quay cái phần ngoại hình cũng như nội thất bên trong để bác được chiêm ngưỡng. Là phần mặt tiền em này thì cơ bản là đẹp nhé. Đây, phần lắp lưng, phần lắp lưng thì đây có cái sức mờ mờ. Đấy, sức mờ mờ. Bên này cũng vậy. Ừ. Trên đây. Ừ. Đây cái vết xước nhỏ. Ở đây là cái vết như là cái thớt khác nó chồng lên, nó có vết cao su dính vào đây. Đấy. Không hiểu gì cả. Phía sau đây. Model của nó là ZFDL7. À, nó có 11W và được sản xuất từ Nhật Bản nhé. Điện thì hiện tại bên em đang lên nguồn sử dụng nguồn điện 220V nhé. Đấy, series của nó đây là FG 2GA37982. Đây là đường dưới dưới này là đường xuất ra ly, và đây là đường vào để nằm để ghi nhé. Đây phía sau, và đây là phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong thì của nó còn rất là mới. Đây đây là nguồn, thì em đã lên nguồn rồi. Nguồn 220 chúng ta dùng thì yên tâm. Đó. Đây là phần đáy phía dưới. Rồi, và giờ đây thì em xin test các chức năng của chiếc đầu này để các bác được thưởng thức. Và chiếc đầu này thì bên em bán với mức giá là 1,6 triệu. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền. Bác nào mà đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Và trong quá trình nhận hàng thì các bác cứ test kiểm tra. Nếu không may sản phẩm bên em gửi đi mà nó có sự cố thì giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng lỗi tiền 100% cho các bác, hoặc các bác đổi cho sản phẩm khác tùy tính của mình. Còn trong quá trình mà đã dùng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em hỗ trợ sửa chữa nếu như sản phẩm bị lỗi mà không thợ sửa tiền tí thì các thanh toán giúp em. Giờ em sẽ test cái chức năng phát nhé. Này, chức năng ghi. Thì các bác xem video để mua sản phẩm thì nhớ xem kỹ video để em test cái chức năng của nó nhé.
Và xin giới thiệu ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh, số điện thoại là 007 23 269. Các bác liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em đều được nhé. Tôi mới nở
quay lại. Rồi tua lại này, tôi đi này. Đấy. Rồi vào đây em xin test cái chức năng thu từ bên số 1 sang bên số 2 nhé. Cái dòng đầu này thu từ số 1 sang băng số 2 thì có tín hiệu phát ra, thế nhưng mà ghi tín hiệu từ bên ngoài vào thì không có, thế nhưng mà nó vẫn vào trong băng thôi nhé. Bây giờ em xin test để các bác thấy. Tu từ băng bên này qua bên đây thì cái tín hiệu đây các bác để tầm 1/3 một tí thôi nhé. Cái tín hiệu là thế là vô này, chứ lớn quá nó bị xé tiếng nhé. Chế độ này nó hai chế độ 1x và 2x, em chế độ 2x đi. Đấy, thu nhanh. Ghi tạm một đoạn thôi, rồi cho phát lại. Băng sang băng rất là tốt. Và đây em thu từ tín hiệu bên ngoài vào. Tín hiệu bên ngoài vào thì nó không có tiếng các bác, nhưng nó vẫn nhận là tín hiệu. Ấn nút test này. Ấn Z xong ấn play để chạy. Rồi em tu thử thế thôi. Rồi phát lại. Rồi.
từ bên ngoài vào rất là tốt nhé. Rồi thì chiếc đầu này bên em bán mức giá là 1,6 triệu đồng, em bao chip toàn quốc cho bạn là chuyển đủ tiền, bạn là cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại em là 0907 23269, em ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại các bác video sau ạ.